hiểu là hầu như tất cả báo đài ở phương Tây này đưa tin là tin vịt và tin những cái toàn là tin tào lao không ạ. Thì Tôi nói về cái chuyện mà fake news á, thì là không là phải mới anh, nhưng mà ngày xưa đó mình chỉ mường tượng đó thôi, nhưng mà nó chỉ có mà không ai dám nói cả, tại vì mấy ông báo chí mà ông mạnh lắm, chỉ có khi mà ông Trump ông lên, tại vì cái thằng ông Trump thì ông đường cái này, ông không có chịu chi tiền cho cái mấy thằng báo thằng nhà báo, tại ông sống được nhờ bằng Facebook với lại Twitter, ông thành thử ra mấy cái này là free, ông có phải trả tiền, thành thử ra khi mà ông không có trả tiền cho mấy thằng báo, ông chẳng mấy thằng báo nó ghét đấy. Thành thử ra ông mới có cái cuộc chiến giữa ông Trump với nhà báo Hoa Kỳ, thành thử ra mới có cái chuyện mới có chữ fake news. Ông mới là cái người mà lãnh đạo duy nhất của đất Mỹ dám xài cái chữ fake news, chứ còn mấy thằng khác là không ai dám xài cả, tại vì coi vậy chứ nhà báo tuyên truyền ở đây mà họ rất là mạnh, tổng thống họ tức là hai bên xài lẫn nhau, tổng thống xài báo chí xài tổng thống. Thêm một điều này, khi chiến tranh á xảy ra đó thì tôi thấy là những cái ông mà về làm tin tức đó, đó là những cái giây phút mà thăng hoa của họ nhất đó, u chà họ nói cả ngày hết cái tin này, tin tức mà trong chiến tranh mà nó rất là mờ mịt, họ không bận bịa ra hết cái chuyện này chuyện kia, họ nói thì bây giờ hình ảnh bây giờ không có, họ mang hình ảnh cũ ra, thành thử ra mới có câu đúng chuyện rồi, là có chiếc máy nó có bay một cái mình không điều, biết nó có có một chuyện cái điều, nó có một cái điều đúng này rồi. nữa anh, tác hại này tôi mới đọc một nguồn tin. Mình nói nãy giờ thì mình nói về vấn đề coi như báo chí nước ngoài, nhưng mà cái báo chí trong nước mình cũng vậy anh. Đúng rồi Đây là những đây này, tôi mới đọc một cái tin tờ báo Pháp Luật là của một cái em. báo gì á, về cái tội cái vụ 13 chiến sĩ mà của thằng Ukraine mà ở bên ngọn đảo gì đó. Ok. Có Phong kìa, Phong lên chơi em. Tất nhiên là Lên báo đi. Pháp Luật Việt Nam mình cũng cũng tuyên là nói là những người đó bị Liên Xô bắn chết, mà trong khi đó là có những cái cuộn video bung lên là để thấy là người ta đã không bắt, người ta kêu hạ súng đầu hàng và những người đó vẫn còn sống và những được đi đi về, mà trong khi đó báo Pháp Luật Việt Nam cũng tung tin lên do một thằng cha đã là phóng viên gì đó, tôi đức khiển cái thẻn gì đó tôi không biết, nhưng mà có điều anh thấy buồn cười không, có nghĩa là cái báo Việt Nam cũng bị ảnh hưởng luôn, là vẫn theo Đó. cái kiểu nói truyền miệng, tao nói mày nghe, ba đăng lên chơi vậy, đồ chứ không có kiểm chứng cái con mẹ gì hết, Không anh kỳ vậy. anh thông cảm với này, cái chuyện mà ảnh hưởng của Hoa Kỳ, báo chí Hoa Kỳ trên cái nền báo chí Việt Nam nhé, tại vì báo chí tức là những cái người mà làm báo, những cái thế hệ trẻ mà làm báo Việt Nam đó, thì thường thường nó là được huấn luyện từ nước Mỹ này, Con gửi yêu họ cầu, qua con gửi Mỹ yêu du học, cầu đi Hoàng Gia. họ qua Mỹ du học rồi họ báo chí và về Việt Nam họ làm, thì họ biết, họ biết suy nghĩ theo cái chiều của báo chí, báo chí của đây là nó có một cái pool, nó từ trong này nó ra, Con thì chào hai bố nhé, con Giang đây, tại vì ok đang đang có việc ở ngoài, con thôi trả tiện mà cam, bố không phạm. ok thôi Không được rồi, sao, cứ không nói chuyện đi. sao. Chào Vũ Hoàng Giang. Thì nghe con cũng đã mấy lần rồi, có nghe nói thì con có khá là am hiểu về vấn đề về chính trị nước Nga, thì con nói về cái gì nước Nga, nói chung là cái gì cái văn hóa và vấn đề của cái ông Putin đó, thì bố thấy con nói cũng khá là hay. Thì bữa nay thì bố muốn lên là mở một cái diễn đàn, thì ở đây có một cái cô tên là cô Vương Tây Nha ở bên Nga, cô muốn lên nhưng bây giờ cái đường truyền internet của cô bị mất rồi, cho nên ra cô lên không có được. Sẵn đây thì bố muốn con phát biểu về mà về cái tiến trình mà Nga đánh cái thằng Ukraine. Ukraine. Vâng. Con cảm ơn hai bố nhường lời. Trước hết là con chào hai bố nhé, con chào tất cả mọi người, em chào tất cả anh chị em. Thì theo cái con nghĩ thế này, Việt Nam mình cũng là một nước nhỏ so với những cường quốc trên thế giới. Không những nhỏ mà trên thế giới này nó có ba thằng lớn, thì thằng Trung Quốc, với thằng Nga, với thằng Mỹ. Thì mình thì lại lại là nằm ngay một trong ba thằng đấy là thằng Trung Quốc. Đấy. Thế thì theo con nghĩ ấy, thì
cái cuộc chiến của Nga và Ukraine này thì chúng ta không có ai ủng hộ, đúng không ạ? Không có ai ủng hộ một đất nước lớn mà đi bắt nạt một cái nước nhỏ. Bạn bè nữa. Vâng. Đấy. Thế nhưng mà cái câu chuyện lợi ích quốc gia này á, thì nó lại không tuân theo cái quy luật đạo đức và đạo lý, đúng không ạ? Con lại nghĩ như thế. Đúng không ạ? Chính xác. Trong cái lịch sử của thế giới từ trước đến giờ ấy, thì cái lợi ích quốc gia ấy, nó lại không tuân thủ theo cái đạo lý với đạo đức của con người. Nó cái luật nó luôn luôn nằm trong tay của kẻ mạnh. Đấy. Thì trong cái câu chuyện này thì con cũng muốn nói rằng là mình không ủng hộ câu chuyện Mỹ đi gây xung đột ở các nơi rồi đưa cái lá bài dân chủ nhân quyền, tất cả mọi thứ đó nó chỉ là che đậy cho cái sự xâm lược của Mỹ, sự can thiệp thô bạo vào các nước khác mà thôi. Thì ngày hôm nay Nga thì cũng như vậy, nó bảo vệ cái lợi ích cốt lõi của đất nước nó. Thế nhưng mà qua câu chuyện này thì mình lại con nghĩ là mình rút ra một cái bài học về cái ứng xử của một cái đất nước mà mình nó còn nhỏ. Cái này không phải là mình nhu nhược, theo như con nghĩ nhiều người ta bảo nhu nhược, không phải. Mình là nước nhỏ, mình ứng xử làm sao cho nó phù hợp để đưa đất nước nó hòa bình phát triển. Con lấy ví dụ như tại sao có những người ta cứ bảo là thằng Ukraine là thoát cai trị của thằng Nga. Thì con đặt lại vấn đề rằng như là Latvia này, mấy hai ba cái nước nhỏ mà nó giáp Phần Lan ở cái phía mà gần thủ đô của gần Saint Petersburg rồi đấy, mà cái sát phía Phần Lan đấy bố cầm là ngay bên cạnh Belarus đấy, thì là thằng Phần Lan, đúng không ạ? Cái thằng Phần Lan này thì nó có lịch sử, thằng Phần Lan này nó có cái lịch sử tương đối là nó nhận được nhiều cái bài học trong lịch sử, trong cái chuyện mà sống cạnh thằng Nga rồi. Thế thì ngày hôm nay thằng Phần Lan nó có, thằng Phần Lan với thằng Thụy Điển nó có gia nhập cái khối NATO hay đâu, mà con thấy rằng là nó thừa tự do nhá, nó thừa tự do, nó thừa cái sự ổn định và phát triển. Thì điển hình như thằng Phần Lan nó cũng là kinh tế đứng đâu đó khoảng 12-13 của thằng châu Âu, thì nó trung lập, nó có mất cái gì đâu, nó có trả. Đúng rồi. Và đất nước nó cực, nó phát triển cực thịnh luôn. Thằng Phần Lan là dân số rất nhỏ, nó chỉ bằng rất nhỏ so với thằng Ukraine, nhưng mà kinh tế nó rất mạnh, nó giữ cái thái độ trung lập, nó không có gia nhập vào cái liên minh gọi là NATO này. Đấy, thì con nghĩ theo quan điểm của con là cái lợi ích của thằng Nga nó bảo vệ lãnh thổ nó rất lớn rồi, thì nó cũng chỉ muốn giữ lại cái vùng đệm đấy thôi, cũng kiểu như là nó giữ lại cái vùng đấy, vùng trung lập đấy. Thì nếu như mà thằng Ukraine mà sống cạnh thằng Nga, mà nếu mà giữ thái độ trung lập, thì kể cả Mỹ hay những quốc gia châu Âu khác, NATO cũng không thể nào gây xung đột với thằng Ukraine được. Khi đó thằng Nga có thể nó cũng đứng, đúng rồi, thằng Nga khi đó nó cũng đứng ra bảo vệ. Thì con nghĩ là cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Con xin phép được tham gia ý kiến cá nhân của con một tí như vậy. Dạ. Phong nói đi em. Chào em Phong. Chào mọi người. Đang nói đi nghe câu chuyện. Đi đâu vậy? Vậy á? Săn mắt quá. Săn bây giờ năm mấy nữa luôn không? Săn mắt rồi luôn. Chào chú. Chào chú. Mình nghe mình cái chuyện Nga với Russia với lại Ukraine đó thì nói nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ đúng nói rồi. Về truyền thông, thấy truyền thông lộn xộn quá. Cái truyền thông phương Tây á, nó là một cái tập đoàn truyền thông mà nó mang cái yếu tố kinh doanh, đúng nó rồi, tiền bạc không à. Nên đừng có tin tụi nó, đừng có tin. Cái đôi lúc á, ở trong Việt Nam á, báo chí Việt Nam á, là cái hay đề cao cái tự do báo chí ở phương Tây, nhưng mà thật ra tụi nó vấn đề là kiếm tiền thôi. Thì đúng rõ rồi. Ràng trong cái cuộc bầu cử view câu view câu like Trump á, thì đã rõ rồi, thì nói chung là nó được tô vẽ một cái màu là truyền thông là trung thực rồi tự do báo chí. Thật nhưng đúng. Mà thật ra truyền thông nào ở trên thế giới này nó cũng chịu cái sự định hướng hết, tất cả đều phải định hướng, không bao giờ có cái chuyện vô tư, phải khẳng định như vậy. Còn các cái ông mà báo chí ở trong Việt Nam á, đôi lúc á non nớt quá, cứ nhìn phương Tây là một cái hình mẫu, cứ nhìn Mỹ là cái hình mẫu, cứ nhìn vào cái truyền thông Mỹ là tự do báo chí là hình mẫu, nhưng mà thực chất họ kiếm tiền hết,
họ nói để mà kiếm tiền thôi, chúng ta phải thực tế một chút, phải thực tế một chút. Đấy, nên vừa rồi có nhiều cái fake news nó quá nhiều luôn. Cái hình ảnh cái cô bé mà đứng đòi đánh cái ông lính đó, cái đó là cô bé Palestine đòi đánh đứng dọn cái đâu đấy, chứ không phải ra nè. Mình có nhìn cái tấm hình đó, mình có nhìn cái tấm hình đó. Dân Việt Nam rồi lấy cái ảnh đó đăng trên báo rồi xúm vô khóc lóc, buồn cười, ngớ ngẩn. Cái này gọi là dân túy đấy bố. Nhưng cái thực tâm bây giờ thật sự chúng ta phải sáng suốt, phải tỉnh táo với nó. Chúng ta phải dùng cái kiến thức để mà phân định cái truyền thông. Ngày xưa thì người ta cứ nghĩ là nhờ cái truyền thông mà mình tăng cường được cái kiến thức, nhưng mà ngược lại hôm nay bây giờ chúng ta phải dùng kiến thức để phân định cái truyền thông. Đúng rồi. Tại bây giờ nhiều quá ư là bát nháo. Tại vì nhiều. Rất tiếc là báo chí Việt Nam quá ngớ ngẩn. Có những cái tờ báo, tôi không có dám nói những tờ báo lớn, có những tờ báo nhỏ chuyên môn lấy những cái tin của các đài ở nước ngoài bỏ lên mà không cần kiểm chứng. Nên dân Việt Nam bị hố nhiều lắm. Bị hố rất nhiều. Mà mình phải khẳng định một điều là truyền thông, họ làm truyền thông để làm gì? Khẳng định luôn, để kiếm tiền. Tất cả là lợi nhuận hết. Muốn đăng cái gì họ đăng, miễn sao có lợi cho họ là được rồi. Không có cần phải trung thực. Tại vì mình phải xác định là truyền thông là phải có định hướng. Khẳng định luôn. Anh là một cái người viết bài, anh phải tuân theo cái định hướng của tổng biên tập. Lạng chạng cho nghỉ việc, tiền đâu trả biêu. Đấy, vấn đề em góp ý chút xíu về truyền thông thì thôi, còn cái chuyện mà quá, nói nhiều quá rồi. Okay. Không muốn nói nữa. Không muốn okay. Nói nữa. Ok. Rồi. Rồi anh Phượng có nói gì nữa không? Không, mình vậy, chắc chỉ vậy thôi. Là tôi nghĩ là đấy, có đến ông tổng thống Trump ấy, thì ông là đến ông tổng thống đầu tiên, thì ông đã đầu tiên đấy đầu là tiên ông đã... là ông tố cáo mấy ông đi làm fake news, thì từ lúc đó là phải có cái chữ fake news, chứ còn mấy ông truyền thông mạng to lắm thì tất cả, anh Phong mình rất là thích những cái điều gì anh Phong nói ra. Ông nào là Phong nói rất chính xác mà phô rõ ràng là để khi mà làm tin là để câu view câu like vậy thôi, họ làm đủ mọi thứ thủ thuật để người Việt Nam thì bị hố rất là nhiều. Thì dĩ nhiên rồi ấy, vì cái chuyện hố là cái chuyện gì, tại vì nó quá nhiều, làm sao mà kiểm soát cho nổi. Mình thấy cái nào dễ giật gân thì giật gân thì là họ mình cháu xin phép cháu xin phép bác cháu tham gia một tí về câu chuyện truyền thông này. Okay. Ví dụ như là mình những năm gần đây Mỹ nó gây ra những cuộc chiến những chỗ này những chỗ kia, tại sao cái truyền thông nó không ở Mỹ như ngày hôm nay? Thì như chú gì đây mới nói là cái truyền thông câu view câu like để kiếm tiền thì ở Việt Nam cái điều đó cháu cũng công nhận. Nhưng mà cháu có cảm giác ở Mỹ và phương Tây nó có một chiến dịch truyền thông có chủ đích, mang yếu tố chính trị ở trong cái câu chuyện này để dìm thằng Nga. Thì trong khi đó mấy ông báo Việt Nam này thì cái nguồn tin thì nhiều cái nó lại lấy cái nguồn từ những cái báo chí của Mỹ và phương Tây nó dịch ra. Thế cho nên là cái câu chuyện lúc nãy bác Cầm nói về cái chuyện mà bảo là đảo rắn đấy, là nó dịch đấy, cái báo pháp luật nó dịch ra từ cái báo phương Tây nó dẫn ấy vào đấy, chứ hoàn toàn nó không phải là tự chủ về thông tin, nó là như vậy. Đó là cháu cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Vì cùng một câu chuyện như vậy thì tại sao mà những cái cuộc chiến khác nó lại cái truyền thông nó lại cảm thấy nó im ắng như vậy đấy? Thì cái lịch sử, cháu nghĩ là lịch sử thế giới nó diễn ra thì cuối cùng nó sinh ra làm hai cái phe, một cái bên phe tư bản và phe xã hội chủ nghĩa, thì nó cuối cùng bây giờ nó hình thành ra thì mình phải thừa nhận rằng cái phe tư bản là nó mạnh, cái truyền thông của nó cũng mạnh hơn. Đấy, cho nên nó khi nó dùng cái truyền thông nó đạt cái mục đích chính trị thì nó thấy nó cũng nguy hiểm quá. Mà báo chí Việt Nam thì dẫn lại mà không
không có chủ động về tin tức, chỉ có dẫn lại thôi. Đấy, theo theo cháu nghĩ là như thế. Thì quả thật là cái khả năng những cái phương tiện của Việt Nam thì rất là hạn hẹp. Chính thức mà đây là tin tức của chúng mình nó chỉ có đến bây giờ chỉ đến từ mấy cái trung tâm thôi. Reuters nè, AP nè, BBC thì nó cũng lấy từ Reuters ra, nhưng mà đại khái là mình có thể BBC bên Nga Xô, bên châu Âu thì nó có RT nè, nó có Sputnik đấy. Thì bây giờ hiện đại ngày xưa đó mình căn bản mình có thể nói được, hay là rồi CNN thì ngày xưa đó để cân bằng mình còn có cái RT mới mình còn thằng Sputnik nữa, nhưng mà đại khái cái anh thằng RT với Sputnik bây giờ là không quay được nó rồi, tiêu diệt rồi. Ở châu Âu là bây giờ đặc biệt là không có coi, thành thử ra là mà RT với Sputnik thì nó cũng không có thực sự đó, thì nó chỉ là một cái thành phần của một cái cán cân thôi. Thực ra tôi nghĩ là well, tôi không biết đâu ở đâu, nhưng mà tôi biết là mỗi lần mà tôi mở tin tức ra bây giờ là tôi chỉ có hình thôi, chứ còn tôi không có nghe nữa. Tôi chỉ có hình thôi. Tại vì mình có hình nên mình không nghe, tại vì khi mình nghe nó mình bị những cái nhiễu loạn từ mấy cái thằng nó cũng như mình thôi, nó có lý do nó nói mình. Bây giờ mình mở tin tức, mình mở tivi ra mình có nghe đâu, mình có hình, tôi nghĩ mình có hình mình có thể phán đoán được vậy thôi. Còn cái chuyện mà đây này, bây giờ mình mở tivi đó, mình coi những sự phẫn nộ của những ông trên tivi, phẫn nộ vì khi mà Nga Xô xâm lăng Ukraine rồi bây giờ là về human rights, về này kia, rồi thế này thế kia, những cái tiếng nói đó hồi đó khi mà người Mỹ họ tấn công và Iraq thì những tiếng nói đó nó ở đâu, nó ở đâu, nó ở đâu, nó ở đâu mà không nghe. Libya, mình ở đây là cũng cùng một cái tivi mình cũng chưa có thay đó. Rồi những cái khuôn mặt đó thì nó không chưa thay đổi, thì nó hồi đó đánh nhau như vậy mà sao tao tôi không nghe, thì bây giờ mà tại sao bây giờ cũng vậy thôi mà tao nghe. Mà anh biết không, cái người Mỹ mà họ đánh nhau Iraq, họ đánh nhau tàn nhẫn hơn là cái người Nga Xô đánh nhau Iraq, tại vì Iraq họ không có. Là tại sao? Tại vì nó ở xa, Mỹ mà nó coi nó xa lạ, nó tàn nhẫn là Iraq thế nào thì nó họ tàn nhẫn ở Việt Nam như thế nào đây. Cháu thấy chứ ông Mỹ mà tới đâu mà đặt đổ chính phủ là giết luôn ông cầm đầu, giết. Chứ còn tội nghiệp chứ... là cái thằng cha Gaddafi phải không ta? Bắt lên treo cổ. Tôi nói dạ, đúng rồi, Gaddafi. Người Mỹ đánh nhau là chỉ có đầu hàng thôi chứ không có đàm phán đây. Nó đánh là kiếm ra đến cái lỗ cái hầm nó kiếm ra cái hầm để nó kéo lên để nó treo cổ. Thì những cái lúc đó là những cái lời nói của anh em ngồi trên trong TV đó đâu. Kinh hồn. Nói một cái khác chăng nữa thì qua cái chuyện này là mình mới thấy cái truyền thông của phương Tây nó đáng sợ. Chứ có thấy nữa quá sợ. Nó dễ dàng lắm. Mình nhận xét rất là dễ dàng. Nhắc lại một lần nữa, thời xưa khi Mỹ phát động chiến tranh với Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, truyền thông đất nước Mỹ hoặc là tất cả những khối châu hay chưa hề nói một câu gì cả. Bây giờ khi mà Liên Xô mà nó đánh vào cái thằng gì đây, quên mẹ rồi, Ukraine. Ừ. Ừ, má không mà thấy rõ ràng không, nó làm giống y chang như là một cái chợ đủ chợ mỏm vậy đó. Ừ, má con nói với hai bố không, cái câu chuyện thằng Nga này nhá, nó không chỉ là câu chuyện về chính trị, nó còn mang sang tất cả những cái thứ khác, mà cứ cái gì liên quan đến thằng Nga là nó cấm hết, kể cả bây giờ thể thao đấy, bóng đá các cái nó cấm hết tiệt luôn rồi, nó chơi như vậy luôn, tài chính kinh tế thể thao mọi cái nó là cấm tiệt hết. À, không biết ở bên dưới cho bố cầm cho con tương tác một cái nick, một cái câu còm của cái chú hay anh hay chị gì Minh Đức này, nói đúng là bảo ở Việt Nam chia ra làm hai phe, thì nói chung là nếu như mình có nghĩ như vậy thì đó là quyền cá nhân của mỗi người thôi, còn thực ra là mình phải phản đối chứ, mình phải phản đối cuộc chiến này chứ, sao mình lại ủng hộ Nga được? Thế là mình nói dựa trên quan điểm. Nói chung thì cái tình hình chiến sự của Ukraine với tại Liên Xô là mình phản đối rõ ràng, một phản đối 100%. Bởi vì chiến tranh là cái điều là không ai muốn, và cái người nạn nhân trong chiến tranh chính là dân chúng.
mà đất nước ta đã xảy ra rất là nhiều rồi, bởi vì là mình có cái sự kinh nghiệm của chiến tranh rồi, cho nên là không ai muốn điều đó xảy ra, nó thẳng là không ai muốn điều đó. Mình chỉ cầu mong làm sao mà cái chiến tranh này nó mau kết thúc để cho người dân nó bớt khổ. Và ta đã nói từ đầu lai tới bây giờ, cái người nào mà đưa đất nước họ vào cuộc chiến, chính cái người đó mới có tội với lại dân tộc của họ. Vâng, con thì mình không hiểu cái đầu của nó tưởng thế nào mà ở trong lòng đất nước của Liên Xô, của Nga, mà nó cứ một mặt là nó cứ đòi gia nhập NATO là sao, mình không hiểu được điều đó. Trong thế đó tất cả là... cường quốc thế giới, thí dụ như là Việt Nam, Nam Hàn, Philippines rồi các đâu có nằm với đông số, nằm trong NATO đâu, đâu cả. Thì con lúc đấy con cũng ví dụ một cái ví dụ điển hình nhất là một cái đất nước mà áp sát thằng Nga là đất nước nhỏ bé Phần Lan đấy, thì người ta giữ cái thái độ trung lập, bởi vì cũng có cái nhiều cái bài học từ thời chỉ có những cái thằng ngu và những cái thằng hề làm chính trị thì nó mới xảy ra cái chuyện đó mà thôi. Bởi vậy cái khi mà nó đưa đất nước nó vào trong cái cuộc chiến tranh thì ta chính là cái thằng đó nó không có, bởi vì cái ông Nguyễn Mạnh Cương mà đã là thiếu tướng Nguyễn Mạnh Cương của Việt Nam đã phân tích là cái thằng này là cái sơ đẳng chính trị ngoại giao quốc tế, nó chưa hề học được bài nào cả, nó không có một cái chữ gì cả nữa. Nói chung là cực chẳng đã thì đánh, nhưng mà cái cuối cùng thì ông Putin nếu mà nói về lý thì ông cũng không thể đúng được, nhưng mà đây là cái lý của kẻ mạnh. Còn vấn đề như bố Cầm cũng đang nói, con cũng đồng ý là cái ông tổng thống của Ukraine này dẫn dắt đất nước nói chung là nèo lái một con thuyền nó không có khéo để đúng bị rồi, đắm thì đó rồi. Vâng. nếu mà trong cái vị thế của ông mà Việt Nam thì đâu có nhẹ được chiến tranh. Yeah. Thế thì đó là cái điều mà muốn lên một cái live này. Hôm nay tiếc quá con Vương Tây Nga nó không có lên được. Nó ở tại bên Nga, nó là công dân Nga, gốc Việt. Nó rất là buồn cười là ở cái chỗ làm qua cái điện đàm cho nó rồi. Nó anh live em lên bữa nay nó mất tiêu rồi, không thấy, chắc nó cắt mẹ rồi, internet rồi. Nó không tỏa ngay liên luôn Nga rồi. Thì nó nói là hầu như em đọc báo bên này rồi, em đã coi rồi, cách đây mấy bữa nó cắt rồi, nó có lại rồi, nó mới qua mới liên lạc được rồi, bữa nay nó cắt luôn nữa rồi. Có nghĩa là hầu như tất cả các báo đài phương Tây này đều là xuyên tạc giống dẫn chứng này rồi đó, thì tất cả mọi người đều nói là tất cả cứ vì tiền, vì like thôi đó. Thì thôi ô, nói chung là bữa live hôm nay là cũng thiếu Vương Tây Nga thì cũng rất là một cái điều tiếc, nhưng mà mình cũng đã nói hết ý của mình rồi. Có nghĩa là không ai muốn cái chiến tranh này xảy ra, không ai muốn cái điều này xảy ra cả. Mình chỉ trách là một trách là đưa một thằng hề chính làm liên làm chính trị thì cái đất nước nó là như vậy. Con muốn nói thêm một ý như này này bố Cầm, có nghĩa là cái chuyện mình lãnh đạo một đất nước, cái chuyện đúng sai thì có thể là mình phải gạt bỏ sang một bên, cái lợi ích mới là quan trọng nhất. Bây giờ nếu mà mình cứ tranh cãi đúng sai với thằng Nga, nhưng mà thằng Nga nó là cái lý của kẻ mạnh, nó đem theo đánh được một tháng rồi. Khi nó rút đi, cái thằng mạnh nó thiệt hại một tí kinh tế, nó đánh chiến trường xảy ra ở Ukraine mà cơ sở hạ tầng của thằng Nga đâu có bị thiệt hại cái gì đâu. Thì bây giờ cái chuyện thằng Nga nó thiệt hại hay không thì chưa biết, nhưng mà cái thằng Ukraine thiệt hại rõ ràng, nhìn thấy rõ ràng rồi. Cầu đường sân bay bến cảng, cơ sở hạ tầng, sân bay bến cảng, cầu đường, các cơ sở quân sự, nói chung là cái hạ tầng cơ sở nó bị kéo sập lại. Con nghĩ rằng 10 năm không thể né nhại được, có khi lại phải tới 20 năm. 20 năm. Vâng, thế có vẻ nó thì khổ vậy đó. Thì ý của bố mở ra này cũng là vậy đó, có nghĩa là mình ở đây mình lên án cái người mà cầm đầu của cái thằng Ukraine thôi. Có nghĩa là còn có chuyện mà mình đâu có dám làm bàn về vấn đề mà quy mô chiến tranh của những nước lớn hoặc là những nước nghèo mà nguyên thủ, mình chỉ thấy là thương là mình, bởi vì dân tộc mình đã chiến tranh nó quá nhiều, mình hiểu được cái cảnh đau khổ của người dân chạy nạn rồi chết chóc từ đâu có, đã gọi là chiến tranh thì không tha. Ở đây mình mới nói cái điều này, chiến tranh là không có chuyện mà nhân từ, và cái chuyện mà cứ nói là gì đạo đức lý lẽ. Chiến tranh là đừng nói cái chuyện mà gì phải gì, nói chung là đạo đức là kia mệt đủ tiền tào lao, mà cái chuyện đã xảy ra chiến tranh mà còn nói là tại làm sao những cái này kia được, tại bị mà thì lì lai cả mệt thiệt. Thì mình mới thấy cái điều này là mình mới thấy là rất ngu xuẩn. Thì ok, thì Phượng có nói gì đó không? Không, chắc mình đủ rồi, mình chắc mình đủ đã đủ rồi, mình ý muốn nói gì thôi đó.
Còn cũng cảm ơn hai bố nha. Để cho ok. Phương Tây Nga lên nó phân biệt, nó phân minh lại rồi là để mà nó nói là vấn đề mà báo chí phương Tây với lại nói về Nga rất ư là chặt lắc, rồi nó xuyên tạc tùm lum bla thì bữa nay nó chặt rồi nó không lên được. Rồi nó cắm okay. Nó cắm sóng luôn rồi. Ok. Con cảm ơn bố Cầm cho con đến tham gia một tí quan điểm. Dạ, con chào bố. Để khác đi. Ok. Chào mọi người nha. Ok, chào mọi người. Rồi.